qua nhập lệ, mình biên thân được tiếng và sau nhập lệ thì mình đã thuyết phục, sau đó thì mình sẽ tiếp tục tham gia vào việc làm các bạn đã được và nhiều mà mình nghĩ là khác khác so với những bài diễn trước đây mà mình thể hiện. Hy vọng một video của máy thì chắc chắn chúng mình sẽ chi tiết hơn về bài diễn mới này của mình, và hy vọng là khán giả sẽ tiếp tục đón nhận bài diễn mới này của mình, và cũng như những dịp năm mới thì thank you.
đợi muộn đi. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.